Chủ đề 1: Tiếng nói, chữ viết của người Bana, Chrai ở Gia Lai. Học xong chủ đề này, em sẽ nêu được sơ lược về sự hình thành và phát triển tiếng nói, chữ viết của người Bana và Chrai ở Gia Lai. Nhận biết sơ lược về tiếng nói, chữ viết và bảng chữ cái của người Bana và Chrai ở Gia Lai. Có ý thức giữ gìn, bảo tồn tiếng nói, chữ viết của dân tộc Bana, Chrai. Phần mở đầu, xem video có nội dung hát, đọc thơ Kể chuyện bằng tiếng của một dân tộc ở tỉnh Gia Lai. Ngôn ngữ được thể hiện trong video là tiếng của dân tộc nào? Hình 1.1, lớp học tiếng Cherai Phần kiến thức mới. Tiếng Bana thuộc nhóm ngôn ngữ Mon-Khmer, ngữ hệ Nam Á, còn tiếng Cherai thuộc nhóm ngôn ngữ Malayo-Polynesi, ngữ hệ Nam Đảo. Trong ngôn ngữ của mỗi dân tộc còn có phương ngữ của từng vùng tiếng nói và chữ viết riêng của mỗi dân tộc có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao nhận thức xã hội, bảo vệ quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế và giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc đó. Mục 1. Sự hình thành và phát triển chữ viết của người Bana và Chorai Năm 1861, các giáo sĩ thừa sai Paris ở Con Tum đã cho ra đời những bộ kinh thánh đầu tiên được biên soạn bằng tiếng Bana. Năm 1870, cuốn từ điển Bana, Việt, Pháp ra đời năm 1889, từ điển Bana, Pháp được xuất bản tại Hồng Kông. Tiếng Bana được ghi lại gồm 21 chữ cái, 17 phụ âm kép và những tổ hợp ba phụ âm. Năm 1935, toàn quyền Đông Dương đã ký nghị định công nhận hệ thống chữ viết bằng mẫu tự Latin dùng chung cho các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Đầu thế kỷ 20, dựa trên bộ chữ Bana, tập giáo lý đầu tiên bằng ngôn ngữ Chorai đã được linh mục Nicola biên soạn. Thập niên 1920, nhà giáo Nayde, một trí thức người Cherai đã cùng các giáo sĩ phương Tây xây dựng hoàn chỉnh bộ chữ viết Cherai để dạy cho học sinh Cherai. Bộ chữ này được chỉnh sửa vào các năm 1938, 1945, 1962 và một số lần trong các năm sau. Hình 1.2, Từ điển Bana, Pháp. Mục 2, sơ lược về bảng chữ cái Bana và Cherai, hiện nay tỉnh Gia Lai đang sử dụng bộ chữ cái và hệ thống âm, vần tiếng Bana, Charai do Ủy ban Nhân dân tỉnh công bố trong quyết định số 30 quy UBND ngày 28 tháng 10 năm 2011. Theo đó, bộ chữ cái và hệ thống âm, vần tiếng Bana gồm 29 chữ cái, trong đó gồm 24 chữ cái gốc và 5 chữ ghi nguyên âm mở rộng các âm đơn được ghi bằng hai chữ cái. Có 47 tổ hợp phụ âm, 187 vần. Bộ chữ cái và hệ thống âm, Vần tiếng Chorai gồm 29 chữ cái, trong đó gồm 24 chữ cái gốc và 5 chữ ghi nguyên âm mở rộng các âm đơn được ghi bằng hai chữ cái. Có 39 tổ hợp phụ âm, 167 vần. Cả tiếng Bana và tiếng Chorai đều có dấu móc lên, dấu trăng khuyết, đặt trên các nguyên âm đối với các từ có âm ngắn. Mục 3. Việc sử dụng và duy trì tiếng nói, chữ viết Bana, Chorai hiện nay ở Gia Lai. Tiếng nói và chữ viết Bana, Chrai được sử dụng thường xuyên trong cuộc sống và sinh hoạt của đồng bào. Từ năm 2006 đến năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai đã tổ chức triển khai chương trình dạy tiếng Bana, Chrai trong các trường tiểu học cho học sinh các dân tộc Bana và Chrai. Từ năm học năm 2020 đến năm 2021, cùng với việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, tiếng Bana và Chrai sẽ là môn học tự chọn được thực hiện ở tỉnh Gia Lai với thời lượng Cấp tiểu học dạy 70 tiết một khối lớp một năm học, cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông là 105 tiết một khối lớp một năm học. Hình 1.3, học sinh đang học tiếng Chợ Rai. Bên cạnh đó, tỉnh Gia Lai cũng chú trọng phối hợp với các bộ, ngành tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản từ điển Việt, Bana, Việt, Chợ ở cả hình thức sách in và trực tuyến, in nhiều đầu sách như chuyện cổ, lời nói vần, luật tục, sử thi vân vân. Bằng hình thức song ngữ phát thanh, phát hành rộng rãi về các buôn làng trên địa bàn tỉnh. Chương trình thời sự bằng tiếng Bana, Chrai trên đài phát thanh truyền hình Gia Lai được phát sóng đều đạn hai bản tin sáng và chiều trong ngày. Nhiều tài liệu tuyên truyền ở địa phương đã xuất bản bằng hình thức song ngữ Việt Bana. Việt, Chrai từng bước đáp ứng thông tin cho đồng bào dân tộc Bana và Chrai. Hình 1.4, chương trình thời sự tiếng Bana của đài phát thanh truyền hình Gia Lai. Hình 1.5, chương trình thời sự tiếng chơ rai của Đài Phát Thanh, truyền hình Gia Lai. Dựa vào thông tin trong phần kiến thức mới, em hãy. một Nêu tóm tắt một số nét chính về sự ra đời và quá trình phát triển của chữ viết Bana và chơ rai ở Gia Lai. 2. So sánh điểm giống và khác nhau giữa bảng chữ cái Bana và chơ rai. Luyện tập 1, em hãy thuyết trình. Hát kể chuyện bằng tiếng của dân tộc em. Luyện tập 2, theo em, vì sao mỗi dân tộc cần duy trì và sử dụng tiếng mẹ đẻ? Luyện tập 3, có ý kiến cho rằng ngày nay, nhiều người không thích sử dụng tiếng mẹ đẻ nên dẫn đến hiện tượng mai một tiếng nói của dân tộc mình. Em nghĩ như thế nào về hiện tượng này? Theo em, nên làm gì để bảo tồn tiếng nói và chữ viết của các dân tộc ở Gia Lai? Vận dụng, xây dựng kế hoạch học tiếng nói, chữ viết của dân tộc em hoặc ngôn ngữ khác mà em thích. Gợi ý, bước 1, chọn ngôn ngữ của một dân tộc ở gia lai mà em thích học. Bước 2, đề ra mục tiêu, bước 3, lập thời gian biểu, bước 4, chọn tài liệu, phương pháp học, lớp học, người dạy phù hợp, vân vân.